Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mức lương tối thiểu giờ còn thấp, không đủ sống. Lãng phí như một căn bệnh, nếu thống kê đủ, khó có thể đo đến hết. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mức lương tối thiểu giờ còn thấp, không đủ sống. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự thảo tờ trình chính phủ và nghị định quy định mức lương tối thiểu Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục rút gọn, gửi lấy ý kiến các bộ, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết có 42 đơn vị góp ý. Qua đó, có 36 đơn vị có ý kiến thống nhất hoàn toàn với nội dung của dự thảo, 6 đơn vị ý kiến thống nhất và có ý kiến khác. Riêng về đề xuất lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động. Bởi mức lương tối thiểu giờ dự kiến hiện được cho là còn thấp. Tuy nhiên, giải trình về nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giữ nguyên quan điểm như dự thảo đã đề xuất. Cơ quan này cho rằng đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là cách xác định mức lương tối thiểu giờ được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và được các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam áp dụng. Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp về thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục đề nghị cân nhắc lùi thời gian điều chỉnh sang ngày 1 tháng 1 2023. Tuy nhiên, với cả hai nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết quan điểm là giữ nguyên như dự thảo và đã giải trình tại tờ trình trước đó. Về mức lương tối thiểu giờ, hiện được đề xuất cho 4 vùng tương ứng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, Vùng 3 là 17.500 đồng một giờ. Vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Lãng phí như một căn bệnh, nếu không thống kê đủ, khó có thể đo đếm hết. Tại cuộc thảo luận tại hội trường chiều 2 tháng 6 2022, do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành, nhiều đại biểu cho biết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều ngành. Theo đánh giá của các đại biểu, thì kết quả tiết kiệm chi thường xuyên chủ yếu là 10% bắt buộc. Số tiền từ tiết kiệm đấu thầu, đấu giá thì chưa yên tâm và coi là tiết kiệm. Và đi liền với đó là chất lượng hiệu quả thấp. Theo thời gian kéo dài, chi phí tăng lên. Điều quan trọng là sử dụng nguồn tiết kiệm thế nào, hiệu quả ra sao thì chưa được đánh giá. Ngoài ra, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí ở một số bộ ngành địa phương chưa rõ nét. Việc phát hiện xử lý lãng phí còn chậm có nơi chưa cương quyết có tình trạng buông lỏng quản lý quan liêu và tham nhũng là những tác nhân của lãng phí thì chưa được ngăn chặn hiệu quả tình trạng lãng phí thể hiện muôn mặt trong thời gian dài nhiều nơi và được nói đến rất nhiều nhưng chuyển biến thì chậm và dường như có biểu hiện phức tạp tăng về tính chất và quy mô tình trạng lãng phí đất đai dự án treo hiệu quả đầu tư thấp thu hồi tài sản tham nhũng chậm cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu nhất là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022 ảnh hưởng đến mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tất cả đều là lãng phí, làm thất thoát nguồn lực quốc gia, là nguyên nhân làm suy yếu nguồn lực, kìm hãm sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Những năm gần đây, giá đất lên cao, nhiều địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất để chuyển sang đất ở, đất công nghiệp, tổ chức đấu giá trả giá rất cao. Người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở. Người có nhu cầu ở thì không có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất hoang. Đại biểu kiến nghị quốc hội sớm xem xét sửa đổi luật đất đai để khắc phục tình trạng trên. Đặc biệt, chi phí đầu tư công trình công và một công trình tư chân lật rất cao. Đây cũng là một sự lãng phí, một điểm dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.